hải thể tiền ao tàn. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì dễ hạnh, biết bản thu trong thiện. Chư thiên đã quan tạp, xin tùy nhảy phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, chính thân giác đại lực, nguyện thống trì phi thức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng Phạm Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, chương trình đặc biệt lễ tưởng niệm Ngài Trưởng lão Phụng sự Samtakicca. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Chắc Đẳng mở đầu cho chương trình. Nam mô Bụt Thầy Gia. Kính đại lễ Hòa Thượng Đại Sư, đại lễ chư tôn đức, thỉnh tạo tất cả quý Phật tử. Thưa vị, chúng ta đang sống trong một thế giới đa dạng phức tạp, và chúng ta thường nghe rất nhiều về những tiêu cực của cuộc sống, những cái hình ảnh tiêu cực nó đến từ mọi lĩnh vực của xã hội, từ mọi nghề nghiệp, dù đó là hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thậm chí là trong giới tu hành. Tôi từng vừa rồi có đọc một số những bài viết về những cái sự suy thoái của một số các vị tu sĩ ở tại Thái Lan, đã tạo nên những ảnh hưởng rất là xấu cho những người Phật tử cũng như không phải Phật tử. Điều này đó là một sự hiển nhiên khi mà Đức Phật dạy rằng cái gì nó có thịnh thì nó có suy, có sanh thì có gì. Chúng ta không thể kỳ vọng rằng những điều tốt đẹp của cuộc đời này nó sẽ tồn tại mãi mãi. Điều xấu hay điều tốt gì thì nó cũng có cái giai đoạn, có lúc sanh, có lúc phát triển, có lúc hưng thịnh và có lúc đi dần đến chỗ suy tàn. Không phải chỉ có thế giới hôm nay chúng ta mới đối diện với vấn đề như vậy, mà có lẽ ở thời nào, ở văn hóa nào, xã hội nào cũng có như vậy. Và một người mà có điều mà Đức Phật dạy là khéo tác ý, hay là yoniso manasikara, là chúng ta có thể hướng cái nhìn của mình vào những đối tượng mà chúng ta nghĩ rằng từ đó tìm thấy được những cái tác động tích cực, những ảnh hưởng lợi lạc cho cuộc sống tinh thần của một chúng ta. Thưa quý vị, thật ra thì không phải là chúng ta không có những hình ảnh như vậy đâu, tại vì chúng ta không nhìn thôi. Trong thời đại dịch thì giữa bao nhiêu là những hệ lụy của một cái cơn khủng hoảng đại dịch mà nhân loại đối diện, thì người ta cũng bắt gặp những hình ảnh rất là đẹp của những bác sĩ, y tá, của những người hy sinh. Và thưa quý vị, trong cuộc tu cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ thấy một điều rằng nếu mình chịu niệm thì chúng ta sẽ nhận được những viên ngọc quý ở trong một cái hòn núi đá. Và những viên ngọc quý đó giúp cho chúng ta xác lập được giá trị của sự tu tập, giúp cho chúng ta xác lập được điều mà chúng ta gọi là có những nỗ lực chân thực và dẫn đến những kết quả đáng trân trọng. Hôm nay thưa quý vị, lớp Phật Pháp Buddhadharma cùng với cái không khí của nhiều ngôi chùa ở tại Việt Nam trong những ngày qua và những ngày sắp tới để cùng long trọng cử hành quý nhật, tức là ngày giỗ của Ngài Trưởng lão Samtakicca, tức là Ngài Định Sự. Thực ra thì
Lý do mà trong lớp Phật Pháp Bố Thí Tâm Ba có một ngày giỗ đặc biệt cho Ngài cũng như sư trưởng là vì những vị này là những bậc thầy, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đối với tất cả chư vị giảng sư trong lớp học. Và đây là một lớp mà chúng ta có môn Thắng Pháp Abhidhamm. Điều đặc biệt nói về ngày trước đó thực sự thì thưa quý vị có rất nhiều điều để chúng ta nhắc lại. Một trong những điểm đáng nói mà lát nữa ở phần sau chúng ta sẽ đề cập đến, đó là những cái sự lựa chọn rất là khắc với người. Ngài từ một vị giáo thọ danh tiếng của Phật giáo Bắc truyền, vì cái tâm tầm đạo đã xuất gia là một vị sa di tại Tâm Bình, rồi sau đó xuất gia tỳ kheo ở tại Thái Lan. Trong lúc mà nhiều người xuất gia du học thì đi tìm bằng cấp học vị, Ngài thì lại cố gắng đến với một môn học khó nhất, khó về ngôn ngữ, khó về tư tưởng. Và khi trở về Việt Nam, thay vì trở lại với vai trò một vị pháp sư vốn có nhiều kiến văn, thì Ngài lại lựa chọn con đường của một học giả, một nhà dịch thuật tiên phong. Và trong lúc mọi người nỗ lực để sáng tác những tác phẩm và thu hút quần chúng, thì Ngài lựa chọn để chuyển ngữ tạng Abhidhamm, tức là Thắng Pháp Tạng, một tạng khó nhất về mặt ngôn ngữ dịch thuật. Và thưa quý vị, con đường Ngài đi với những lựa chọn bất phàm đã khẳng định cho chúng ta thấy một điểm rằng, nếu có thể được ôm, được nhắc và được tâm niệm, thì Ngài quả thật là một cái nguồn khích lệ lớn lao cho tất cả chúng ta trong cuộc sống này. Con người chúng ta thường bị cái bệnh đó, là khi đối diện với những khó khăn thì phần lớn thở dài chán nản và thấy rằng lực bất tòng tâm, hay than là mình sinh vào thời mạt pháp. Nhưng mỗi khi nhìn lại hình ảnh của cái bậc cao đức ra đời vào trong thời kỳ mà đất nước thì đang trong buổi giao thời của chiến tranh của chế độ thực dân, Phật Pháp trong thời kỳ chấn hưng cố gắng chuyển mình sau hơn hai thế kỷ ngủ vùi trong cái sự suy biến. Chúng ta nhớ Tăng già lúc bây giờ gọi là những vị hiểu rõ thế nào là bản thể của Tăng già thì đếm trên đầu ngón tay. Thời đại của các ngài không thể gọi là một thời đại cực thịnh. Thời đại của các ngài không phải là thời đại hoàng kim như là chúng ta nghĩ, mà thời đại của các ngài thậm chí có nhiều điều mà yếu kém hơn chúng ta ngày nay về phương diện tiền bạc, công nghệ, về phương diện đàn tính, truyền thông vân vân. Nhưng các ngài đã can đảm đi, dám băng qua những khu rừng địa nguy hiểm, dám học những điều mà hoàn toàn xa lạ, thách thức với ngôn ngữ, thách thức với khái niệm. Và các ngài dám làm một việc, đó là việc tiên phong. Thì thưa quý vị, chúng tôi tin rằng những bậc chân thân như vậy để lại cho chúng ta rất nhiều điều để suy gẫm, và đồng thời chúng tôi rất tin vào một điểm là quả thật chúng ta có may mắn ở trong lịch sử đương đại của loài người, đương đại của Phật giáo Việt Nam, đương đại của Phật giáo Nam Tông. Và trong thời kỳ của chúng ta được biết với những bậc danh tăng như vậy, không phải qua huyền thoại, không phải qua sự tu luyện sách vở, mà thậm chí chúng ta đã có thể sống gần để biết, để tiếp xúc,
và có thể để cảm nhận được sự kỳ vị mà các ngài để lại cho tất cả chúng ta. Hôm nay thưa quý vị, thật ra thì chúng tôi có bàn với quý ngài định rằng sẽ có lễ Chủ nhật vào ngày mai, và chúng tôi cũng có một chương trình bay đi Atlanta để thuyết pháp ở một lễ Phật đản tại ngôi chùa Atlanta. Và trong chuyến bay thì bay cất cánh lúc 6 giờ và đến Atlanta lúc 7 giờ 45. Nhưng mà vì có thể yêu cầu là ngại e rằng máy bay bị trễ và có thể chúng tôi không có kịp vào để có mặt ở trong buổi lễ tương điểm của ngài vào ngày mai, giờ đến giờ là ngày hôm nay. Chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn mà thưa quý vị, vấn đề chính xác của thời gian nó không phải là ưu tiên hàng đầu, mà vấn đề ưu tiên hàng đầu là làm sao chúng ta có được một cái ngày tổ chức rất là ý nghĩa. Thì do vậy chúng tôi cũng đồng thuận là tổ chức lễ quý nhật của ngày trưởng lão Tịch sự ngày hôm nay. Hy vọng lát nữa thì chư Tôn Kinh Đức sẽ có thể vào tham dự tương đối là đầy đủ. Và chương trình ngày hôm nay thì sau lời mở đầu sẽ cung thỉnh Hòa Thượng Từ Siêu Ban Đạo Từ. Hòa Thượng Từ Siêu Ban Đạo Từ xong đó thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có nghi thức chánh lễ do Chư Tăng Chùa Viên Giác thực hiện. Sau nghi thức chánh lễ thì chúng ta sẽ trở lại với hai chủ đề của ngày hôm nay là những cái quyết định bất phàm ở trong hành trình, một hành trình vĩ đại của Hòa Thượng Tịnh Sự, cũng như là nhìn lại những gì mà ngài đã để lại cho tất cả chúng ta. Sau đó là phần cảm từ của tất cả chư tăng có mặt ở trong lớp học, hồi hướng công đức và hoàn mãn. Thì trước nhất thưa quý vị, riêng Hòa Thượng Tự Siêu, năm nay Hòa Thượng tính theo tuổi ta thì Hòa Thượng 62-63 tuổi. Và Hòa Thượng Tự Siêu, cũng như chúng tôi là đệ tử của ngài Tịnh Sự, ở trong cả hai cái phương diện là Hòa Thượng Tịnh Sự cho chúng tôi thọ giới tu sa di, và Hòa Thượng Tịnh Sự thì tu thì theo nữa với Hòa Thượng Tịnh Sự, tức là Hòa Thượng Tế Độ, nói theo ngôn ngữ của luật ở trong Phật Pháp. Ngoài ra Hòa Thượng cũng là bậc thầy dạy Thắng Pháp cho Hòa Thượng Tịnh Sự và chúng tôi. Thì trong số những đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Sự đó, thì trước kia khi mà sư trưởng còn sống đó, thì sư trưởng là vị lớn nhất, được nhận là đệ tử trưởng tràng. Ngày hôm nay khi mà sư trưởng đã tịch năm rồi, thì hiện tại bây giờ nếu chúng tôi không có lầm thì Hòa Thượng Từ Siêu là vị đệ tử lớn nhất đang hoằng pháp của Hòa Thượng Từ Sự. Và Hòa Thượng Từ Siêu cũng là một vị có cái trách nhiệm để xác định đảm nhiệm pháp, một công trình dịch thuật quan trọng của Hòa Thượng Từ Sự để lại. Rất trong những ngày quý nhật của Hòa Thượng Tịnh Sự, thực sự rất là ấm lòng khi có cái sự có mặt chứng minh bằng đầu tư của Hòa Thượng Tịnh Sự. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Hòa Thượng Tịnh Sự bằng đầu tư cho lễ quý nhật của ngài Tịnh Sự năm nay, kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào và thượng giác đẳng cùng chư Tôn Đức có mặt ở trung trường. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 5
Giờ này thì ở tại Hoa Kỳ là sáng một năm, ở Việt Nam thì tối một năm. Hôm nay là ngày lễ Quý Nhật lần thứ 38 của Ngài Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự ở tại chùa Xử Lý Quận 6, tức là Xử Lý Giảng Đường. Là sáng hôm nay, và trong room chúng ta giờ này chúng ta làm cái lễ tưởng niệm Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự Sanh Tích Kích Chát. Như vậy cũng là hợp lý, thưa quý vị. Chư Tăng, kính thưa quý vị, người ta có câu hầm chết để gia, người ta chết để tiếp. Và chúng tôi cũng nhớ có một câu nói là khi mà một vị tướng tài, vị tướng trận, khi người ta điếu văn thì người ta nói Ngài Đại Tướng vẫn sống trước khi chết. Những cái câu nói đó chúng ta tưởng chừng như là những câu nói rất khôi hài, nhưng mà thật ra thì cái nghĩa rất thâm thúy, thưa quý vị. Đã qua 38 năm sau khi Ngài Hòa Thượng viên tịch, từ năm 1984 cho đến năm nay là 2022, 38 năm. Cũng vào ngày 7 tháng 5, tức là ngày 5 tháng 6 năm 1984, sau 38 năm thì Trại Tổ Đình Viên Giác cũng đương thẩm cử hành cái lễ Quý Nhật lần thứ 38 của Ngài vào ngày 7 tháng 5 âm lịch, cũng nhằm ngày 5 tháng 6 dương lịch. Nó có cái điểm trùng hợp lạ lắm, thưa quý vị. Năm nay ngày âm ngày dương đều trùng với năm 1984 cả. Trải qua thời gian dài nhưng cho đến bây giờ các vị đệ tử làm lễ tưởng niệm Đức Cố Hòa Thượng ân sư thì như là Ngài mới vừa tịch, trong cái bầu không khí trang nghiêm ấm cúng và các đệ tử trân trọng nhắc lại những cái thành quả đợi nghiệp của Ngài, thì có cái gì đó lợi ích cho giáo pháp, làm lễ cho chúng sanh, chúng đệ tử mới có cái để nhắc. Và Ngài mất đi, Ngài để lại một di sản quý giá, đó chính là cái tạng luận, cái tạng A Tỳ Đàm, tạng Abhidhamma.
mà Ngài đã dịch ra Việt ngữ và soạn những cái sách giáo khoa để dạy từ tiểu học, trung học cho đến cao học. Và ngày nay cái bộ môn ở vi diệu pháp được phát triển rộng hơn, tín đồ Phật giáo Việt Nam rất quan tâm để học cái môn này và rất là lý thú khi học được môn này. Đó là nhờ cái công ơn của bậc thầy là Ngài trưởng lão Santa Kicho Mahathiro. Trên cuộc đời của Ngài, Ngài không có thiết tha những cái chức vụ, những cái sự cung kính, những cái sự đảnh lễ của người khác đối với Ngài, mà Ngài chỉ thiết tha là dịch kinh soạn sách và truyền dạy. Ai cố gắng học thì Ngài rất là quý người đó. Ngài làm việc suy thu thì đúng cái câu mà ta nói rằng vẫn sống trước khi chết. Tất nhiên trước khi chết là còn sống, nhưng không, nghĩa nó khác. Ở đây có nghĩa là dầu nay mai gì chết, nhưng mà ngày hôm nay thì Ngài vẫn giảng giải vi diệu pháp cho chúng đệ tử. Ngài làm việc rất nhiều, mỗi một buổi tối như vậy thì trong phòng của Ngài không có giường ngủ, chỉ mắc cái võng, và chung quanh chỉ để cửa lưới, cửa sổ cũng lưới mà cửa cái cũng lưới đóng để cho muỗi đừng vào thôi. Ngài nằm trên võng, Ngài suy nghĩ. Đó còn cái đèn dầu, ở đó còn đèn dầu, hoặc là một cái đèn điện cà na nhỏ thôi. Ngài suy tư, Ngài suy tư rất nhiều thứ quý vị. Khi mà chúng tôi và Hòa Thượng Nhất Đẳng được học và tiếp cận với Ngài đó, thì biết rõ điều này. Ngài làm việc không ngừng nghỉ. Một thầy như vậy đáng để cho chúng ta nên tưởng nhớ. Và ở đây chúng ta tưởng nhớ đến một bậc thầy đã có công ơn giáo dưỡng. Tưởng nhớ không chưa đủ, chúng ta cần phải làm cái gì đó để chúng ta thể hiện được cái lòng tri ân và đáp ân đối với bậc thầy. Ngoài cái việc mà tâm cung kính, đứng với bậc thầy mỗi khi nhắc đến, người đệ tử cần phải thể hiện cái lòng tri ân đó bằng cách là cố gắng duy trì cái truyền thống mà bậc thầy và Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự đã tâm huyết dạy dỗ
nhắc nhở phải ráng học vi diệu pháp. Mà trên hết là những gì mà Ngài Hòa Thượng dạy thì chúng ta phải nghe, nhớ và chúng ta thực hành theo đó. Mà Ngài còn sanh trì thì hay ngày hay nhắc những cái pháp là tu, như là quy y Phật, quy pháp, quy tăng, tâm quy phải cho chín chắn. Rồi Ngài nhắc cho những cái pháp như là tạo phước Phật, phước đức, phước trí ở trong cái phúc hành tông quy nhân thân vô thú. Ngài dạy chặt chẽ như vậy. Rồi Ngài dạy cho phát nguyện Bồ Tát, phát nguyện hạnh Bồ Tát. Bồ Tát Thinh Văn, Bồ Tát Độc Giác, Bồ Tát Toàn Giác. Những lời dạy của Ngài còn văng vẳng bên tai. Thật sự mỗi khi nhắc đến Hòa Thượng Ân Sư thì chúng ta không thể nào chúng ta không nhớ đến những cái pháp mà Ngài thường dạy. Như vậy thì để thể hiện cái lòng tri ân báo ân đối với bậc thầy là chúng ta phải cung kính, chúng ta phải đi theo cái truyền thống đó, và chúng ta phải cố gắng thực hành theo cái lời dạy của thầy. Cũng như khi mà chúng ta nhớ ơn cha mẹ, chúng ta cũng nhắc đến cha mẹ bằng cái sự cung kính. Chúng ta gìn giữ truyền thống gia đình và chúng ta thực hành theo lời dạy, là di chúc của cha mẹ để lại. Còn khi mà chúng ta nói đến Đức Phật, Bậc Đạo Sư Cao Quý, chúng ta cung kính, chúng ta gìn giữ truyền thống. Đức Phật Ngài dạy rằng: này Ananda, biết chân đạo con đường đưa đến sự giải thoát mà Như Lai đã thiết lập thành một cái truyền thống, các ngươi hãy gìn giữ cái truyền thống đó, chớ là kẻ tối hậu. Như vậy chúng ta cung kính Đức Phật là chúng ta gìn giữ cái truyền thống mà Ngài đã vạch ra, đó là đi đến chỗ thoát. Chúng ta cần phải tu tập thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Như Đức Phật đã dạy rằng: ai thực hành theo pháp, người ấy là người kính trọng đảnh lễ và cúng dường Như Lai bằng cái sự cúng dường cao thượng. Cúng dường cao thượng ở đây là cúng dường thực hành theo theo pháp và tiếp bắt tiếp buôn trà. Nó là cái ý nghĩa rất quan trọng. Nên hôm nay trong cái lời đầu từ trong rung nhân cái buổi lễ tưởng niệm của Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự Sa Tích Kinh Châu, Hòa Thượng Giác Đẳng yêu cầu chúng tôi có lời đạo từ với đại chúng, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một đôi điều như vậy. Và bây giờ thì xin được cung thỉnh
và thượng giác đẳng trở lại điều học Nam Mô Bổn Thầy. Kính thiền của thượng từ siêu với đồng từ vừa rồi. Tiếp theo là phần cung tiên tiểu sử của ngài trưởng lão tịnh sự Sa Tắc Kỳ Châu. Kính cung thỉnh thượng tọa tự nguyện. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn sự tư tư cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng. Chúng con kính lễ đến sư phụ Tự Siêu và thượng nhất đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tiểu Truy, đại đức Tiểu Bích cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Hôm nay chương trình sinh hoạt để kính mừng, để kính tưởng niệm đến Hòa Thượng Ân Sư Trưởng Đạo Sa Tắc Kỳ Châu lần thứ 38. Hôm nay kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, con xin cung tiên tiểu sử của Đức Hòa Thượng Ân Sư. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Sự lấy danh Võ Văn Đan, sinh năm 1913 tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Sa Đéc, nay là tỉnh Đồng Tháp. Con của cụ Võ Văn Tỏa và cụ bà Trần Thị Thông. Ngài sinh ra trong một gia đình có truyền thống Nho giáo nhưng cũng sùng mộ đạo Phật. Từ nhỏ ngài đã được thân phụ rèn luyện với giáo dục Nho học. Ngài có tư chất thông minh, học đâu nhớ đó. Ngài có người bác là trụ trì chùa Bổ Hưng trong làng tại quê nhà. Năm 12 tuổi, ngài được sư bác chùa Bổ Hưng tiếp độ cho Gia Sa Di với pháp danh là Thích Huệ Lực. Năm 20 tuổi, ngài được thọ đại giới tỳ kheo tại chùa Kim Quê, Sa Đéc. Sau 5 năm y trị bổn sư để học tập kinh điển giới luật, ngài được giáo hội cử làm trụ trì chùa Phước Định, Chợ Lách, Vĩnh Long được 5 năm. Đến năm 30 tuổi, ngài đã được bổ nhiệm về trụ trì tại chùa Viên Giác Long Hồ, Vĩnh Long, nay là phường Tư, thành phố Vĩnh Long. Từ năm 1943 đến năm 1984, năm 1948, ngài rời bỏ cương vị trụ trì và giáo thọ hệ phái Phật giáo Bắc Tông, du học tại Vương quốc Campuchia. Tại đây, ngài xuất gia lại theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, Theravada, thọ giới Sa Di tại chùa Cùng Bung, quận Tây Lô Cô, tỉnh Trà Bách. Ở tu học tại đất nước Campuchia được 3 năm, ngài lại đi qua Vương quốc Thái Lan, năm ấy là năm 1951. Ngài thọ giới tỳ kheo tại chùa Bạc Nắm, thủ đô Bangkok, với pháp danh là Sa Tắc Kỳ Châu Tịnh Sự. Sau khi thọ đại giới, ngài đã tham học chuyên sâu giáo lý A Tỳ Đàm, A Phi Tham Ma. Học 5 năm, ngài đã hoàn tất chương trình học với thành tích thủ khoa, khiến thầy và bạn của ngài kinh ngạc và khâm phục. Họ đặt cho ngài danh hiệu là thợ suy nghĩ, vì ngài luôn luôn suy luận về những điều đã học. Ngài đã suy nghĩ và làm ra bản nêu chi pháp tóm lược nội dung A Tỳ Đàm. Ngài trình lên hội đồng tăng già Thái về công trình nghiên cứu này và được chư tăng công nhận về sự thành tựu mỹ mãn. Học xong Phật học rồi, ngài sang pháp hành sống ở núi rừng, thọ trì hạnh Đầu Đà và thú tăng gác và tu thiền quán. Đến năm 1905, tức là sau 10 năm du học xứ người, ngài đã hồi hương trở về Việt Nam. Lúc ấy ngài được 45 tuổi. Trở về quê hương, ngài tiếp tục trụ trì chùa Viên Giác Vĩnh Long. Ngài bắt đầu phiên dịch Abhidhamma từ Thái ngữ sang Việt ngữ và soạn ra giáo trình vi diệu pháp sơ cấp, trung cấp và cao cấp để dạy cho chư tăng và Phật tử ưa thích bộ môn giáo lý này. Đi diễn dương tạng vi diệu pháp rộng rãi đến năm 1972, ngày rời Vĩnh Long về Sài Gòn, tại đây dạy giáo trình A Tỳ Đàm. Có học trò là 15 người gồm vài vị sư, 10 cư sĩ. Lúc học nhóm luôn dời địa điểm. Thế rồi trong số học trò ấy có một bà tín nữ giàu niềm tin, tức là bà Bảy Vĩnh Phúc. Pháp danh Định Tri đã phát tâm bỏ tiền mua đất sẽ cất một ngôi chùa cúng cho ngài làm chỗ trú trạm nơi trường dạy A Tỳ Đàm. Chùa ấy nay là giảng đường Siêu Lý, chùa Siêu Lý tọa lạc tại phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian này
Giáo hội Tân Giàng Nguyên Thủy để thỉnh cử Ngài vào chức vị cố vấn giáo hội kiêm trưởng ban phiên dịch Tam Tạng. Ngài đã hoàn tất tất cả các dịch phẩm, soạn phẩm về luận tạng Abhidhamma vào năm 1999, lúc ấy Ngài 56 tuổi. Mặc dù hoàn tất các dịch phẩm nhưng Ngài vẫn tiếp tục chỉnh sửa và soạn những giáo trình A Tỳ Đàm để dạy học trò. Ngài đã đào tạo nhiều đệ tử xuất gia và cư sĩ giỏi vi diệu pháp, có khả năng dạy vi diệu pháp cho thế hệ sau. Ngoài ra, Ngài còn là thầy tế độ xuất gia sơ di và tỳ kheo cả trăm đệ tử. Song song, Ngài cũng quan tâm đến việc tạo tự cất chùa tứ phương tăng nhiều nơi. Đến năm 1984, Ngài 71 tuổi. Mặc dù chưa phải là tuổi quá lão, nhưng vì cuộc đời lao tâm nhập trí, phụng sự đạo pháp nên Ngài đã thọ bệnh. Sức lực cạn kiệt, Ngài biết không thể duy trì được thọ mạng nên trở về chùa Viên Giác Vĩnh Long để an dưỡng. Đến ngày 6 tháng 5 năm Giáp Tý, Ngài trở bệnh nặng với chứng kiết lỵ trầm trọng nửa đêm. Ngài gắng sức ban lời giáo huấn đến các vị đệ tử đang vây quanh, phát lộ đến tăng. Đến sáng ngày 7 tháng 5 năm Giáp Tý, Ngài đã an nhiên thị tịnh. Lúc 6 giờ 15 phút chầm ngày 5 tháng 6 năm 1984 theo dương lịch, trích theo cuộc đời và đạo nghiệp của cố đại lão hòa thượng Tịnh Sự, chúng con thành tâm kính bái bạch sơ lược vài nét tiểu sử của cố hòa thượng ân sư, ngưỡng mong đại chúng lãm tường. Nam mô Uthaya, nam mô Amaya, nam mô Sankhaya. Xin chân thiền tọa Tuyên Quyền với phần cung truyền Tư Siêu vừa rồi, và cũng kính truyền Hòa Thượng Tư Siêu đã biên soạn tiểu sử của Ngài Trưởng Giáo Tịnh Sự. Và tiếp đến là phần nghi thức chánh lễ kính cố trình chư tăng chùa và Viên Giác chính thức cử hành cho phần nghi lễ tưởng niệm hôm nay, kính cung trình quý này. Minh đại sư phụ Tề Siêu, 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 minh đại sư phụ Tề Siêu. Kính lễ sư phụ Tề Siêu cùng chư tôn đức chào đại chúng xin cử hành nghi thức chánh lễ. Nam mô Tát Sa Phật Ga Va Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bồ Tát. Nam mô Tát Sa Phật Ga Va Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Tha sa nam mô ta sa pa ga va tu a ra tu sam ma sam bu a tha sa kusala dhamma kusala dhamma yakata dhamma sukhaya vedana ya sambhayota dhamma dukkhaya vedana ya sambhayota dhamma adukkhama sukhaya vedana ya sambhayota dhamma vipaka dhamma vipaka dhamma dhamma neva vipaka kana vipaka dhamma dhamma upadinnupadaniya dhamma anupadinnupadaniya dhamma anupadinnanupadaniya dhamma sankhilitta sankhilesika dhamma asankhilitta sankhilesika dhamma sankhilitta sankhilesika dhamma kasavichara dhamma vitakka vichara matta dhamma avitakka vichara dhamma diti sahagata dhamma sukha sahagata dhamma upeka sahagata dhamma dasanena bahatappa dhamma pavanaya bahatappa dhamma neva dasanena napavanaya bahatappa dhamma
sanhe namaha ta pahe tu ka tham ma ta vana ya maha ta pahe tu ka tham ma ne qua da sanhe nana pha vana ya maha ta pahe tu ka tham ma a cha ya ya mi no tham ma a pa cha ya ya mi no tham ma ne qua cha ya ya mi no na pa cha ya ya mi no thamma asekha thamma ne vasekha na sekha thamma bharita thamma mahagata thamma appamana thamma parita dhammana thamma mahagata dhammana thamma appamana dhammana thamma hina thamma vajjima thamma panita thamma mecha taniyata thamma samma taniyata thamma aniyata thamma magga dhammana thamma magga hetuka thamma magga tibatino thamma uppanna thamma anuppanna thamma upadino thamma atita thamma anagata thamma pacchubbanna thamma atita dhammana thamma anagata dhammana thamma pacchubbanna dhammana thamma acchatta thamma bahittha thamma acchatta bahittha thamma acchatta dhammana thamma bahittha dhamma acchatta bahittha dhammana thamma sanidassana sappatika thamma anidassana sappatika thamma anidassana sappatika thamma pavisatika matika thamma sanghani makaranana masamatam taranam tarang vipang kapakaranang nangye tang khanda vipango ayatana vipango thatu vipango sacca vipango enda vipango paccaya kara vipango satibhattana vipango samapatthana vipango ittipada vipango paccanga vipango magga vipango jhana vipango appaññā vipango sikkhāpada vipango patisampidā vipango ñāna vipango khottaka vātu vipango dhammahataya vipango tiyatthārasa vithena vipattaṃ vipanga pakara namasamattang taranantarang thātukathāpakaranang nāmetang saṅgaho asaṅgaho saṅgahitena asaṅgahitang asaṅgahitena saṅgahitang saṅgahitena saṅgahitang saṅgahitena saṅgahitang sambayogo vipayogo sambayotena vipayotang vipayotena vipayotang saṅgahitena sambayotang vipayotang sambayotena saṅgahitang asaṅgahitang asaṅgahitena sambayotang vipayotang vipayotena saṅgahitang asaṅgahitang ticchotta savithena vipattaṃ thātukathāpakaranaṃ namasamattaṃ taranantaraṃ puṅgalabbhaññattipakaranaṃ namme sākhanthabbhaññatti āyatanabbhaññatti thātubbhaññatti
Chăm bành nhát tì in riyam bành nhát tì bung galap bành nhát tì tì chào vi thê na vi phát tăng bung galap bành nhát tì bakara nang na masama tăng tada nan tarang katha qua thức bakara nang na mê tăng sakawa tì bành chasu tasata ni pariwa tì bành chasu tasata ni tì sutasaha sang sokha nê tòa na vi phát tăng cát tha qua tơ ba ca ra nang na ma sa ma tăng ta ra ya ma ca ba ca ra nang na nê tăng mu la ya ma cang khan tha ya ma cang a ya ta na ya ma cang tha tu ya ma cang sai cha ya ma cang sang kha ra ya ma cang anu sa ya ya ma cang Chitta yamakang, Dhamma yamakang, Indriya yamakang, Tidasavithena vipattang, Yamakabhakaranang, Namasamattang, Taranan, Tarang, Mahabhatana, Bhakaranang, Nametang, Hetabhaichayo, Aharamana, Bhaichayo, Atipatipaichayo, Anantara, Bhaichayo, Samanantara, Bhaichayo, Sahaja, Ta bai cha yo anh nhâm mày nhâm bai cha yo ni sa yam bai cha yo upani sa yam bai cha yo bure cha ta bai cha yo ba cha ta bai cha yo a se wana bai cha yo kamma bai cha yo vibhaka bai cha yo ahara bai cha yo indriya bai cha yo jana bai cha yo mangga bai cha yo Sampayotapachayo, Vipayotapachayo, Athipachayo, Nathipachayo, Vigatapachayo, Avigatapachayo, Tibachayo, Vasenata, Chatuvi, Sativithe, Navipatam, Mahabhatana, Bhakaranang, Masatmatang, Akasatha chapumatha devanaga mahetika unyang no anumodantu chirang rakkantu sasanang rakkantu no garu rakkantu nyatayo rakkantu vanino rakkantu no sada. Cái luật kinh này, kính thưa quý vị, nghi thức chánh lễ nhưng lễ tưởng niệm ngày hòa thượng Tịnh Sử chúng con vừa tụng đọc xong, kính thỉnh ngày hòa thượng giác đẳng trở lại để tiếp tục điều hợp chương trình ngày hôm nay. Sa đủ kính trình chư tăng chùa kinh giác với nghi thức tưởng niệm vừa rồi. Tiếp theo xin bước qua phần cảm từ của chư tăng. Đây là những suy tư của chư tôn đức, đặc biệt là chư vị giảng sư, về hai điều liên quan đến cuộc đời của hòa thượng Tịnh Sử. Tất nhiên là chúng ta có rất nhiều điểm để nhớ nghĩ về ngày hòa thượng. Và như chúng tôi có thưa với quý vị trong phần mở đầu, là một đặc điểm liên quan đến cuộc đời của ngài Tịnh Sử là từ lúc ngài xuất gia vào chùa cho đến khi ngài tịch vào năm 1984, nếu chúng ta nhìn suốt cuộc đời đó, ngài đã có những quyết định. Những quyết định này là những quyết định hệ trọng cho cuộc đời của ngài, làm thay đổi hành trình tu tập của ngài. Và những quyết định này cũng đã ảnh hưởng sâu xa đến cho những thế hệ về sau, kể cả chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên thì nếu Hòa Thượng Từ Siêu đang có mặt ở trước máy, Hòa Thượng nghe được xin Hòa Thượng Hoa Kỳ trở lại. Bạch Hòa Thượng Từ Siêu, Hòa Thượng có nghe được không? Có lẽ Hòa Thượng Từ Siêu hiện không có ở trước máy. Ồ, dạ vâng.
Bạch Hòa Thượng Tề Siêu, nếu mà nói về những nói về một cái quyết định, và quyết định đó cho thấy rằng Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự đã không có đi theo cái con đường mà phần đông người ta đi, mà lại có một con đường rất riêng của Ngài. Mà để đi theo con đường đó thì Ngài còn đã làm những quyết định mà phải nói theo cái ngôn ngữ của thế gian là rất là táo bạo, rất mạnh dạn. Nếu không mạnh dạn, không dũng mãnh thì Ngài đã không làm quyết định như vậy. Thì Thượng tọa thì sinh thành của Thượng Tề Siêu có thể đương cử một quyết định mà Hòa Thượng nghĩ rằng đó là một quyết định mà đòi hỏi cái dũng khí của một người tu, đòi hỏi sự can đảm khi mà làm quyết định phải đối diện với nhiều cái bất trắc mà mình không có lường trước được. Xin kính cung trình Hòa Thượng. Đồng bộ của Thầy chứ. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, thật sự là cái sự quyết định của Ngài khi mà thay đổi cái chí hướng, cái hệ phái, cái sự quyết định đó là một cái điều rất là mạnh dạn, hay chúng ta nói là táo bạo. Khi Ngài còn ở Bắc Truyền, Ngài là một vị trụ trì, giáo hội cử thịnh Ngài làm trụ trì nhiều chùa, như chùa Long Định, rồi chùa ở Chợ Lách. Rồi chùa Viên Giác. Lại nữa, Ngài là vị giáo thọ sư dạy ở các trường Phật học, nhất là trường Hạ. Ở đâu mà mở trường Hạ? Bên Bắc Tông, trường Hạ thường thường là hay có những vị giáo thọ để dạy. Thì Ngài đóng cái vai trò giáo thọ trường Hạ, vân vân. Mặc dù có danh vọng đó, nhưng mà đối với một chúng sanh mà có trí tuệ và có cái hạnh nguyện Bồ Tát Chánh Đẳng Giác quen rồi, ở trong quá khứ quen rồi, thì cái sự quyết định đó chúng tôi nghĩ rằng là một quyết định mạnh mẽ. Nhưng thực ra thì đó là cái chuyện hiển nhiên. Đúng với chúng ta thì là khó khăn, nhưng mà đối với một vị, một chúng sinh như Ngài thì Ngài quyết định cái điều đó nó cũng thuận theo cái duyên. Giống như là khi mà đạo sĩ Gotama, Ngài đi đến tham vấn thiền định với đạo sĩ Alara và Uttaka, rồi chính bản thân Đức Bồ Tát Ngài nhanh chóng thành tựu những gì mà các vị, hai vị thầy đã thành tựu, tức là đắc thiền vô sở xứ, rồi thiện phi tưởng vi tưởng xứ. Thế nhưng một khi mà Ngài đã quyết định là phải tìm cái đường, cái con đường, cái chân lý giải thoát, thì Ngài liền nhận thức dầu cho thiền đạt đến cái thiền phi tưởng cao tột đi nữa, nhưng mà
vẫn còn sanh tử luân hồi. Nên ngài đã quyết định ngài bỏ đi, dầu cho hai vị thầy đó năn nỉ Đức Bồ Tát ở lại để phụ tiếp với họ và dạy dỗ chúng đạo sĩ. Nhưng mà ngài dứt khoát ngài ra đi. Đó là một chuyện. Một chuyện thứ hai đó là chuyện của hai huynh đệ du sĩ Upatissa và Kulita. Hai huynh đệ này là bạn thân với nhau. Cùng có một ý nghĩ, nhận thức được cuộc đời là giả tạm, nên đã thoát ly gia đình và đi xuất gia làm du nhân đạo sĩ ở trong cái trường phái của Sanchaya, của đạo sư Sanchaya. Và đó là hai vị đệ tử ưu tú của đạo sĩ Sanchaya. Nhưng khi hai người nhận thấy rằng cái giáo thuyết này không phải là đạo lộ bất tử, thì hai vị đã lập tức bỏ đi, dầu cho Đức Thầy Sinh Cha Giá năn nỉ họ, nhưng mà họ cũng ra đi. Và để rồi một trong hai vị đã gặp được tôn giả Asti khai thị bằng một bài kệ tóm tắt về giáo lý của Đức Thế Tôn, thì họ đã chứng được đầu quả Tu Đà Hoàn. Và sau đó Du Sĩ Và Tí Xá đi tìm gặp người bạn cũ của mình là Cô Ly Tá, nhắc lại cho những vị ấy nghe bài kệ, thì Cô Ly Tá cũng chứng quả Tu Đà Hoàn. Rồi hai người đi xuất gia theo Đức Phật, quả A-la-hán và trở thành Akasavaka, là thượng thủ thinh văn của Đức Phật. Xưa nay cũng có rất nhiều trường hợp mà các bậc thiện trí thức từ bỏ, một sự từ bỏ vĩ đại, Upatissa và Kulita, tức là ngài Xá Lợi Phất là một liên vốn là giai cấp và là môn, mà khi hai vị đã nhàm chán cái cuộc đời liền bỏ cái giai cấp mà đi xuất gia thành du nhân đạo sĩ sanh chánh của giáo phái Sanh Chánh Giá. Đó là một lần từ bỏ, một lần quyết định chọn lựa. Rồi khi đã làm du nhân đạo sĩ rồi mà lại nhận thức được cái giáo pháp không đi đến đâu cả, giáo thuyết của Sanh Chánh Giá không đi đến đâu, liền từ bỏ thứ hai, lần thứ hai. Cái sự từ bỏ đó cũng là một cái sự quyết định chọn lựa một cách mạnh mẽ, thưa quý vị. Cho nên ở đây đó là một người học trò thì chúng ta có quyền đề cao thầy của mình. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ rộng rãi
thì chúng ta thấy rằng là trong các đệ tử của Đức Phật, ngay cả bản thân của Đức Phật cũng vậy, khi mà các ngài đã chọn được lý tưởng thì các ngài quyết định một cách mạnh mẽ, một cách dứt khoát để đi vào cái con đường mà mình đã chọn lựa. Rất nhiều thứ gì đoạn cái từ bỏ sự nghiệp đế vương để sống đời sống sa môn thanh bần, đó cũng là một cái sự chọn lựa bất phàm. Rồi những vị ở dòng sắc đế lị mà đi xuất gia cũng là một cái sự chọn lựa bất phàm. Mà những vị gia chủ và lão môn đã quyết định bỏ cái giai cấp và lão môn để đi xuất gia theo Đức Phật, đó cũng là một cái sự chọn lựa bất phàm. Cũng như là hòa thượng của chúng ta vậy, mặc dù đang là giáo thọ có uy tín, nhưng mà một khi đã nhận thức được cái này chưa phải là uống nước tận nguồn, thế là ngài đã quyết định một cách dứt khoát là phải ra đi, đi tìm cái chân lý. Mặc dù đi qua bên Thái Lan, ở qua bên Campuchia thì ngài phải tu lại sa di, tu lại sa di. Lúc đó ngài gặp được ngài Hữu Tông, ngài Hữu Chơn và Thượng Bộ Hữu Chơn và Thượng Hữu Tông ở bên đó, và ngài xuất gia sa di ở trong chùa của các vị cũng đang tá túc ở đó. Nhưng mà rồi sau đó các vị kia biết được cái chí hướng của ngài, cho nên chấp nhận cho ngài, để yên cho ngài đi. Ngài đi một lần nữa sau khi ngài từ bỏ quê hương đến Campuchia, rồi từ bỏ đất nước Campuchia, quốc giáo, để đi qua bên Thái Lan. Và khi đó qua Thái Lan rồi ngài mới xuất gia tỳ kheo và bắt đầu ngài học. Mình không phải chỉ học những cái môn giáo lý thông thường để trở thành vị pháp sư trong tương lai, mà ngài phải học những cái môn thật khó, đó là cái môn ví dụ pháp Abhidhamma. Mà lúc bây giờ là do ngài Sattamma Chotaka, một cái vị cao tăng Miến Điện, được mời qua Thái Lan để mà tại chùa Bạc Nám để mà dạy A Tỳ Đàm cho chư tăng Thái Lan, thì ngài tham dự học. Thì thưa quý vị, luôn cuộc đời của ngài Tịnh Sự luôn luôn là phải có cái sự lựa chọn, và lựa chọn dứt khoát mạnh mẽ. Cho nên ở đây đó, khi chúng ta nhắc đến ngài thì chúng ta không thể nào mà chúng ta không ngưỡng mộ ngài ở cái đức tánh quyết định dứt khoát khi mà chọn lựa cái lý tưởng để được riêng ngài. Ngài không màng đến cái danh, cái lợi. Khi ngài còn là giáo thọ, chúng đệ tử học trò của ngài cũng đông, nhưng mà khi ngài đã quyết định, ngài biết rõ nếu mà ngài tu trở lại Phật giáo năm tông Theravada thì ngài biết rõ khi ngài trở về Việt Nam hồi hương thì các đệ tử ở bên tông
sẽ có cách nhìn đối với Ngài khác đi, không còn có cái sự thân thiện nữa. Ngài biết rõ điều đó, nhưng mà Ngài vẫn phải, Ngài vẫn làm, là tại vì Ngài đã có cái sự quyết định dứt khoát, mạnh mẽ. Đây cũng là một cái đức tánh mà chúng ta nên noi theo, để chúng ta có thể thành tựu được những cái gì tốt đẹp nhất. Chúng tôi xin được một vài điều chia sẻ với quý vị ở trong cái tiến bộ hành trình với những quyết định chọn lựa bất phàm mà Hòa Thượng Giác Đẳng đã mời chúng tôi. Xin trình Hòa Thượng trở lại. Sao thưa kính trình Hòa Thượng Từ Siêu với phát biểu vừa rồi, Thượng Tọa Pháp Tân Nghê, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân Nghê được xin tính Thượng Tọa Hòa Vĩ. Tiếp theo lời của Hòa Thượng Từ Siêu, Thượng Tọa Pháp Tân Nghê, chúng ta không có nghi ngờ gì, Hòa Thượng thực sự là một người tiên phong ở trong cái sự truyền bá giảng dạy môn thắng pháp Abhidhamma. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ xa hơn, khi mà Hòa Thượng sang Thái Lan với nhiều cái ngành học khác nhau liên quan đến Phật học, nhưng mà Ngài đã chọn lựa môn thắng pháp Abhidhamma. Và khi trở Việt Nam, lúc Ngài sang Thái đó, Ngài học bằng cái ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ. Thời đó không có từ điển, thời đó khó khăn về mọi thứ hết. Nhưng mà Ngài đã học. Mà chẳng những vậy, khi trở về Việt Nam, thì những gì Ngài học bên Thái đó, nó trở nên xa lạ với cái ngôn ngữ Phật học Việt Nam thời bấy giờ. Và khi mà chúng ta nhớ lại những, được nghe nói lại những cái giai đoạn đầu mà Ngài giảng dạy thắng pháp thì cả bao nhiêu không khó. Thì riêng với cá nhân góc nhìn của Thượng Tọa Pháp Tân thì Thượng Tọa có thấy được rằng ở đó đòi hỏi một cái sự quyết tâm dũng mãnh, một cái đó là một sự lựa chọn không dễ dàng. Không, xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền Tâm Minh Hạnh để được tề tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và ở đây riêng con nghĩ rằng hôm nay đó thì trong những ngày này đó là các cái ngôi chùa làm lễ tưởng niệm của lần thứ 38 của cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự. Hôm nay thì ở trong Trung cũng là làm lễ tưởng niệm, bởi vì cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự là một bậc mà cao tăng, là một bậc khai sáng về tạng A Tỳ Đà ở tại Việt Nam. Thì như những cái điều mà nãy giờ con nghe Ngài Hòa Thượng Tề Siêu cũng như là Hòa Thượng Giác Đẳng chia sẻ đó, thì nếu nhìn ngược lại về khoảng 60-70 năm về trước đó, thì có lẽ là cái cuộc mà đi du học của Ngài Hòa Thượng đó thì rất là gian nan, bởi vì con nghĩ cái thời điểm đó thì cái việc mà đi nước ngoài nó cũng không phải là dễ. Đối với bản thân của Hòa Thượng trước đây thì Hòa Thượng là từng là một vị giáo thọ của truyền thống Phật giáo Bắc Truyền. Thì khi mà Ngài bỏ hết tất cả để rồi Ngài sang Campuchia cũng như là Ngài sang Thái để Ngài học, Ngài Campuchia để Ngài tu đó,
thì con nghĩ rằng đó là một sự quyết tâm rất là lớn. Bởi vì nói không đâu xa, Phật và giáo Việt Nam mà cách đây khoảng mấy mươi năm thì ngoài cái trường hợp theo bản thân con á, thì những người học từ ở Đại học Vạn Hạnh ngày xưa đó còn tiếp cận được cái nguồn kinh điển Pali, được Hòa Thượng Minh Châu ngày đã trực tiếp giảng dạy cũng như là ngày dịch thuật từ cái ngôn ngữ Pali ra. Riêng về A Tỳ Đàm thì con nghĩ rằng cái điều này đó thì không ai không chối bỏ được cái việc mà cái công của Ngài Hòa Thượng rất là lớn. Bởi vì ngày nay con thấy là ở các trường Phật học ở tại Việt Nam cũng như là các cái lớp gia giáo ở tại các cái ngôi chùa đó, cũng có dạy môn A Tỳ Đàm này. Thì để mà cái hàng hậu học sau này tiếp cận được cái môn này đó, về luận A Tỳ Đàm, thì phải nói là cái công của Ngài Hòa Thượng rất lớn. Ngài biết từ bỏ để Ngài tiếp cận được những cái mà chúng ta thường nói như là uống nước tận nguồn. Tại vì con nghĩ rằng Hòa Thượng vốn có cái kiến thức về Hán văn. Dạ. Cho nên là khi mà Hòa Thượng về đó thì cái ngôn ngữ tiếng Thái hay là ngôn ngữ Bali đó, thì theo riêng bản thân con nghĩ rằng đó là cái sự tiếp cận mới giữa cái ngôn ngữ Bali để rồi Ngài chuyển sang cái ngôn ngữ tiếng Việt, mà đòi hỏi cái người đó phải giỏi Bali và cũng như là giỏi tiếng Hán, thì chuyển lại như là Hòa Thượng Giác Đẳng khi nãy đã nói. Bởi vì học A Tỳ Đàm đó là một rừng ngôn ngữ, nó hoàn toàn mới lạ với ngôn ngữ đời thường. Hơn nữa đó là cái ngôn ngữ mà ở kinh điển đó, thì theo con nghĩ kinh điển thì còn dễ diễn đạt. Còn đối với A Tỳ Đàm nó là một cái nghĩa, lý nghĩa pháp rất là sâu xa, cho nên diễn đạt để rồi người ta có thể nhờ cái diễn đạt đó qua cái ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Việt đó, thì con nghĩ rằng đó là đòi hỏi một cách kỳ công mà ngày nay đó qua nhiều lần thì cái tinh hoa của A Tỳ Đàm vẫn còn để lại cho chúng ta một cái bài học rất là sâu sắc, rất là sâu sắc. Bản thân chúng con thì là một người hậu học. Lúc con còn ở chùa Bửu Đức, con học với Hòa Thượng Giác Chánh. Và sau này thì sau đó thì con trở về Siêu Lý Vĩnh Long, con học những cái lớp của Ngài Hòa Thượng Tệ Siêu, thì cũng được học từ các cái môn, từ các cái môn học, trong đó có A Tỳ Đàm. Thì mặc dù là những cái lớp được gia giáo, những cái lớp ở truyền thống Phật giáo Nam truyền ấy, thì mình được trưởng thành từ đó. Cho nên con nghĩ rằng đối với Hòa Thượng đó, Đại trưởng lão Hòa Thượng đó, Ngài, cái thời điểm mà Ngài đi xuất dương tu học ở bên Campuchia cũng như là ở Thái Lan đó, thì con nghĩ rằng cái điều đó nó hoàn toàn mới lạ, mà đòi hỏi một cái người mà xuất dương tu học như vậy đó thì cần phải có cái sự dũng mãnh quyết liệt. Hơn nữa đó là Ngài là một vị, từng là một vị giáo thọ của truyền thống Bất Tông. Con người ta thì thường có cái tôi nó rất là nhiều, mà Ngài dám từ bỏ để rồi Ngài học cái bộ môn tức là luận tạng A Tỳ Đàm. Mà luận an tạng A Tỳ Đàm thì ai học biết, mới bước vào thì
rõ ràng nó không phải như kinh điển, kinh kinh tạng mà nó dễ học, bởi vì rất là khó học, rất là khó. Mà Ngài chọn cái khó đó, chọn cái khó đó. Và nhờ Ngài đã chịu khó, Ngài bỏ hết tất cả để rồi Ngài học được cái môn A Tỳ Đàm. Rồi sau đó thì Ngài trở về, theo con được nghe kể, con được nghe kể. Sự thật thì năm 82, 80, 10 thì bản thân của chúng con cũng đã từng về chùa giảng đường siêu lý. Thời đó thì Ngài còn sinh tiền, 80 và 82. Khi đó, chúng con đến đó thì con đi với Ngài Pháp Ân. Đến đó bởi vì chúng con là giới tử. Đến đó thì Ngài Hòa Thượng còn đang giảng dạy, cũng như là Ngài Tịnh Thân lúc đó là còn cư sĩ Chính Báo, là cái người mà đánh máy những cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng. Nhớ đến những điều đó, rồi bản thân của chúng con đó là năm 80 mấy thì chúng con cũng có đến như giảng đường chùa Duyên Giác cũ, mà thời xưa con nhớ rằng là những cái nền gọi là gạch tàu đó nó lúng lên lúng xuống, cái nền đó, nền cũ, cột thì cột gỗ nhưng mà nền thì gạch tàu, nó lúng lên, chắc có lẽ là lâu năm quá rồi cái chùa nó cũng bị cũ kỹ rồi, bị cũ kỹ theo năm tháng đó. Thì nói như vậy để mình thấy rằng là Ngài Hòa Thượng đã có một cái sự quyết tâm rất là lớn. Và ngày nay nói đến A Tỳ Đàm, và nói đến A Tỳ Đàm ở trong nước cũng như ở ngoài nước được giảng dạy đó, thì con nghĩ rằng cái công của Hòa Thượng rất là lớn, không có thể nói chối bỏ được những cái điều đó. Và sự thật ra là từ cái lúc con nghĩ rằng ngày nay các cái bậc đệ tử như là Ngài Hòa Thượng Tệ Siêu đã có công sang định lại, rồi soạn lại tất cả những cái dịch phẩm gì của Ngài Hòa Thượng đó, để lại đó, thì con nghĩ rằng cũng là cái sự truyền thừa của từ Ngài, mà Ngài chịu khó đã từng hy sinh để đi xuất dương tu học, để rồi đem cái tạng A Tỳ Đàm. Mà tạng A Tỳ Đàm thì chúng ta cũng biết rất là khó học, rất là khó học. Ngay cả mình học bình thường bây giờ đó, thì những người mà mới tiếp cận, ta thấy cảm thấy như là một sự khó học. Nhưng mà khi mà mình đã tìm hiểu rồi cố gắng, rồi mình học mà hiểu đó, thì mình lại càng thích thú hơn, thích thú hơn. Bởi vì khi mà mình tiếp cận với A Tỳ Đàm, cho nên ngày nay đó thì bản thân con nghĩ rằng với cái thời điểm đó của Ngài Hòa Thượng xuất dương tu học, để rồi Ngài làm lại tất cả những cái gì mà khó học nhất, những cái gì mà khó khăn nhất trong cái thời điểm đó, phương tiện đi tới đi lui nó cũng là khó rồi. Rồi khi mà Ngài học rồi, Ngài được biết cái bản niêu ngày nay, chúng ta được học chính là cái tác phẩm mà do Ngài Hòa Thượng Ngài soạn ra, mà ngày nay chúng ta có một cái sơ đồ của bản niêu chi pháp, để rồi mình nhìn vào đó từ cái gọi là ngôn ngữ đã khó, một rừng ngôn ngữ rất là khó ở trong A Tỳ Đàm, mà rất là nhiều như vậy, từ cái mà vô hình mà Ngài chuyển trở thành cái hữu hình. Hữu hình đó là trình bày từ ở tâm 121 tâm, rồi tâm sở là 52 tâm sở và 28 sắc pháp, hay hoặc là niết bàn, hoặc là những pháp chế định tục đế. Thì con nghĩ rằng điều đó ngày nay nhờ cái đó mà những người học A Tỳ Đàm sơ cơ cũng có thể biết được, nắm được về A Tỳ Đàm. Thì ở đây con nghĩ rằng với cái góc độ của con,
là những người hậu học sau này, thì phải nói rằng rất là biết ơn Ngài Đại Lão Hòa Thượng. Bởi vì con nghĩ rằng một vị mà phải có một cái gọi là quyết tâm mạnh, quyết tâm mạnh, ý chí mạnh, và phải có một cái trí tuệ đặc biệt mới nhìn thấy điều đó và đã truyền đạt lại. Mặc dù là với những cái thời mà bao cấp đó, thì giấy tờ in mực đó cũng rất là khó khăn, nhưng mà Ngài vẫn cho quay radio, rodeo, rồi đánh máy, rồi làm tất cả các thứ. Ngay cả bản thân của chúng con đó, thì con nhớ rằng là năm 90, 91 tìm đường dành dụm tiền kiếm được cái máy đánh chữ đó cũng là khó rồi. Dạ, cũng là khó rồi. Mà đó là một trong những cái điều mà con thấy rằng ngày nay với cái phương tiện, điều kiện sẵn có, in ấn tài liệu rất là nhiều, thì nó bắt nguồn từ ở cái công lao của Ngài Hòa Thượng, từ cái thời điểm mà khó khăn, từ thời điểm khó khăn, từ cái góc nhìn của xã hội và truyền thống Phật giáo Bắc truyền. Phật giáo Việt Nam ngày xưa cũng chưa biết nhiều về kinh điển Pali, Tam Tạng Pali. Có những cái lời thế hệ trẻ sau này đó, thì các thầy, các sư tiếp cận về kinh điển Pali, thì từ đó cái góc nhìn nó có thể rằng nó nhẹ nhàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn, không có một cái sự câu chấp, mà đỡ hơn ngày xưa, đỡ hơn ngày xưa. Mà Ngài đó, thì cái thời điểm đó, đó mà Ngài dám xuất dương tu học, từ là một vị giáo thọ mà Ngài qua bên đó về đời sống, văn hóa, ngôn ngữ, thì có lẽ là có nhiều cái nó trở ngại lắm. Nhưng mà cuối cùng thì Ngài đã làm được, và Ngài đã trở về, Ngài đem toàn bộ cái luận tạng về để mà truyền đạt sau này. Nói đến cái ngày kỷ niệm của Ngài, tưởng niệm lần thứ 38 mà Ngài Đại Lão Hòa Thượng viên tịch đó, cũng là ôn lại những cái bài học, những cái bài học để rồi hàng hậu học bản thân của chúng con có những cái sự học hỏi để làm sao ráng cố gắng tu hành, để làm sao có thể truyền đạt được, giữ gìn được những cái gì mà Ngài đã có công su học. Thì con nghĩ điều đó rất là quan trọng. Thì với cái gì mà Ngài Hòa Thượng vừa yêu cầu chúng con, thì con xin có cái suy nghĩ riêng bản thân cá nhân để chia sẻ về cái suy nghĩ của mình trong cái ngày tưởng niệm lần thứ 38 quý nhật của cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự. Con xin kính thỉnh Ngài Hòa Thượng giác đẳng trở lại. Sa thú, kính trình thưa tòa pháp tịnh, với chia sẻ vừa rồi, thưa tòa Tư Quyền, thưa tòa có còn ở trước máy không? Và nếu thưa tòa Tư Quyền nghe được xin, thưa tòa Tư Quyền, nếu mà chúng ta nhìn lại trong cuộc đời của Hòa Thượng Thực Sự đó, có nhiều cái cố gắng của Ngài gần như là vô vọng, thí dụ như giải thắng pháp chẳng hạn, hay là ở trong lúc mà Ngài thấy là Phật giáo Việt Nam cần một cái gì đó chấn chỉnh thì Ngài ra đi, mà Ngài không thực sự biết đi đâu về đâu chẳng hạn. Thì nếu mà nhìn lại cuộc đời của một vị cao tăng mà ra sức làm một việc mà gần như không có kết quả nhiều, thật ra thì cũng phải nói rằng những gì mà thành tựu ngày nay đó, nó đến từ sau khi Hòa Thượng Định Sự viên tịch nhiều hơn là lúc Ngài còn. Trường hợp của Ngài giống như Khổng Tử vậy. Quý vị biết là Khổng Tử khi mà còn thì đạo Khổng chưa có phát triển. Cho đến về sau này, 200 năm sau khi Khổng Tử mất đi rồi đó, thì nhờ Mạnh Tử, bởi vì chúng ta
nó rất là khủng mạnh đó, thì không thể đánh không được, mới cũng ảnh hưởng lớn như chúng ta biết ngày nay. Thì riêng vào trên thực sự là trong suốt cuộc đời của ngài, ngài cố gắng rất là nhiều, nhưng mà lúc đó thì cái chùa ngài cũng nhỏ, và đời sống của ngài tương đối rất là khiêm tốn, mà chỉ tập trung vào vào cái chuyện mà dịch giảng thắng pháp mà thôi. Thì tôi mình khi mình nhìn lại nghĩ về những điều này thì thượng tọa cảm nhận như thế nào khi mà mình làm một cố gắng cắn nào đó mà kết quả nó không được nhiều đối với một vị tu sĩ kinh thành? Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Khai, dạ và con kính đệ đến cho Tôn Đức Tăng. Chúng tôi kính chào đối với tôi mình cũng chư Phật tử. Dạ cái bạch hòa thượng, hòa thật nếu như đứng trong cái nhìn thì chúng ta thấy rằng hòa thượng của hòa thượng ân sư đã để lại cho chúng ta phải nói là một cái kho tàng, và để là một cái phước báo trí tuệ hết sức là to lớn. Nhưng điều mà đương thời của ngài thì lúc đó không bao nhiêu, không có bao nhiêu cái số lượng người ham học cầu học, hay hoặc là nó đa dạng như ngày hôm nay. Thì quả thật cũng như người ta nói một câu như mà ta cũng nghe cũng là rất là nghe nó rất là vui, rất là hay. Cái đời của người cha đó phải hy sinh để lại cho cái đời con, để hy sinh đời bố mà củng cố cho đời con. Theo cái người dân Bắc người ta nói như vậy. Để còn đối với ngài, chính là ngài không cần phải được nhiều người ca tụng, được nhiều người tung hô gì cả, nhưng ngài đã để lại bằng hết cái tâm lực và sức lực và cái tự lực và cái tận lực của ngài, làm hết sức mình, và ngày hôm nay chúng ta được thừa hưởng, có thể nói như vậy. Ở một cấp độ khác nữa, như chúng ta biết là ngài đã được gieo một cái giống lành mà có thể nói rằng là không thể nào mà giống đó nó đã được cấy xuống, nhưng tuy cái hạt giống đó nó không phải là trông nó đẹp như những cái cây khác, hay hoặc là nó ra đơm hoa kết trái gì một cách nhanh chóng, nhưng cây đó được trồng xuống, cây đó được cắm xuống, khi rễ nó đã mọc thì nó chậm hơn các cái loại khác, và đến khi nó đã ra hoa rồi, nó đã kết quả rồi thì nó tồn tại rất là lâu dài. Thì cũng vậy, phải nói rằng là một vị thầy mà hy sinh, có thể nói rằng là để thí dụ như bây giờ ngài không dành trọn vẹn cho cái việc dạy, không dành trọn vẹn cho cái chuyện dịch và soạn các cái bộ bộ kinh, xin lỗi, cái bộ mà từ cái sơ cấp, trung cấp cho tới cao cấp của ví dụ pháp á, và của A Tỳ Đàm á, thì ngày nay chúng ta cũng rất là khó khăn để học. Và bởi vì vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng cái ân đức của ngài á, nó không chỉ là một chuyện. Tại sao ngày hôm nay, nhưng mà hồi có nghĩa là con hồi lúc mà con hôm qua con giảng ở chùa Trúc Lâm á, con cũng nói, mà hôm nay mà sư phụ Đại Siêu cũng nói về cái ân giáo dưỡng á, nó nghĩa nghìn trùng. Nó nghìn trùng ở đây có nghĩa là dạy cho chúng ta ở trong độ luân hồi luôn đó kìa, chứ không phải là chỉ là cha mẹ cho ta thân xác ở kiếp này. Chúng ta đã mang ơn có nghĩa là sanh ra trong cuộc đời này, nhưng đối với ngài đó, cái phước trí tuệ, cái giống chánh tri kiến đó nó theo ta cả độ luân hồi. Thì cũng dường thế ấy, thì có thể nói cái sự gieo giống của chính ngài một chánh tri kiến cho một chục người, thì một chục người nó nhân ra cho 100, 100 nhân cho 1000, là thấy chúng ta thấy từ thành tựu rất là to lớn. Và quả thật giống đầu tiên được ngài tâm đặt cái tâm sức của mình và cái sự giảng dạy của mình cũng như là để truyền trao. Và cái điều này cho những vị buổi đầu rất là hữu phúc. Và có thể ngày hôm nay chúng ta thấy là bây giờ cầm lên một cái bản Niêu Chi Pháp, sự thật ra bản Niêu Chi Pháp ngày xưa nó phải được như bản Niêu Chi Pháp ngày nay,
Bản niêu chi pháp ngày nay, thí dụ tôi nói là, thí dụ bây giờ tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, vân vân, thì nó có màu sắc, nó có chữ luôn. Chứ ngày xưa nói bằng lời phải cố gắng ghi nhớ, thì hôm nay nó đủ điều kiện, từng tâm, từng dòng tâm, từng cái danh tánh đã được định vị một cách rõ ràng. Như vậy thì để chúng ta thấy người của ngày xưa họ chịu khó chịu cực mà chúng ta hưởng ngày hôm nay. Và kính bạch hòa thượng thì có nghĩ rằng là chẳng những là không là một vấn đề của cuộc đời, không phải là vấn đề của một cuộc đời mà ngày mà chúng ta cảm thấy cảm thương, mà chúng ta cảm thấy rất là kính mộ, kính mến. Và quý vị có biết rằng đó, là cái điều này sáng ngời là ngày dạy có thêm một người, ngày cũng dạy hai người, ngày cũng dạy ba người, ngày cũng dạy ai có học vi diệu pháp, thích học vi diệu pháp là ngày xem đó là một người rất thương những người đó, rất quan tâm những người đó. Và cũng như là nó khác hơn là ai mà đến mà để mà xin xỏ ngày cái này làm việc cái kia thì ngày không quan nghĩ bằng, hay là ngay cả luôn ngày không có mở đi đến cái chỗ trường lớp này để lấy danh tiếng để vào dự phần của các lớp của các trường, mà chẳng hạn như là cái trường ngày xưa hay là cái trường của các cái lớp Phật học của chúng ta thời xưa. Ngài không cần cái đó, mà ngài cần cái người hữu duyên để ngài truyền trao để dạy những cái pháp môn vi diệu pháp này. Và con nghĩ rằng đó là một cao nhân, một coi như là một coi như tiền bối, coi như là võ lâm cao thâm, chỉ truyền đạo cho những người hữu duyên hữu phận. Và quả thật tất cả chúng ta nếu như đã học được vi diệu pháp thì chúng ta cũng là hữu phận đối với chính Phật pháp, có duyên với Phật pháp. Và ở đó xuyên qua cái người khai mở, cái người mà dẫn cái người khai mở là Đức Phật, và cái người dẫn cho ta ở tại Việt Nam này đó chính là ngài Hòa thượng Thân Sư Thịnh Sự. Dạ, đó chính là vài lời của con là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh Hòa thượng. Nam mô Bổn Thầy ạ. Sa thủ kinh trường thầy tọa thiền viện ở bạch hòa thượng thầy sư, Hòa thượng có ở trước máy không? Nếu Hòa thượng thầy sư còn ở trước máy, xin kính thỉnh Hòa thượng trở lại với một chia sẻ về điều thứ hai mà chúng ta dự định chúng ta đã ghi trong chương trình hôm nay. Một lần nữa xin hỏi Hòa thượng thời sư, Hòa thượng có ở trước máy không? Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa Pháp Tân có ở trước máy không? Nếu được thì xin thỉnh thượng tọa Pháp Tân hoan hỷ trả lời trong một câu. Dạ. Thượng tọa Tân, khi mà nói đến những cái di sản mà Hòa thượng thực sự để lại cho cuộc đời đó, thì chắc chắn là chúng ta thường nói về môn Thắng Pháp Abhidhamm. Nhưng mà bây giờ chúng ta tạm để chuyện Thắng Pháp Abhidhamm một bên. Khi chúng ta là một vị tu sĩ mà nghĩ về cuộc đời của Hòa thượng đó, thì Hòa thượng nghĩ rằng ngoài cái môn Thắng Pháp đó, thì có một cái hình ảnh nào, có một cái tác động nào, có một cái ý nghĩa nào lớn lao mà ngài để lại cho tất cả chúng ta ngày nay trong cái nhìn của thượng tọa Pháp Tân? Xin kính thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong rừng. Thì bản thân con thì con có một cái suy nghĩ rằng là bởi vì cái đức tính, cái điều thứ nhất mà con nghĩ, cái đức tính của ngài như là chúng ta được biết, thì dù là ngài cứ âm thầm lặng lẽ, âm thầm lặng lẽ mà vẫn làm những cái công việc. Khi mà ngài ở giảng đường ở tại Việt Nam nói chung, thì ngài vẫn làm những cái công việc đó là dịch thực chuyển từ cái tạng A Tỳ Đàm. Rồi được biết đó là cái lớp học của ngài dạy đó thì không phải là quy mô, không phải rầm rộ,
có bao nhiêu người từ các bậc xuất gia cũng như là những hàng cư sĩ đó, thì ngài cũng dạy, dạng ngài cũng dạy. Con nghĩ rằng một bậc trí tuệ, một bậc trí tuệ nhạy bén ở trong cái việc mà truyền đạt cái tạng A Tỳ Đàm này, cái đức tính đó, đó con nghĩ rằng bây giờ một người mà không có những cái đức tính đó thì không thể nào mà cần cù hay là làm chăm chú và miệt mài ở trong một cái gì mà mình đã chọn lựa, để rồi sau này để lại một cái kho tàng mà mình biết đến, đó là luận tạng A Tỳ Đàm, là cái đức tính mà cần cù từ ở nơi Đại Lão Hòa Thượng. Cái thứ hai nữa thì riêng con có nghĩ rằng là bởi vì đến với Phật pháp này, đến với chánh pháp này chính là nhờ cái sự hy sinh, cái sự cống hiến từ nơi ngài. Dạ. Khi mà nếu con nghĩ rằng nếu không có ngài Hòa Thượng Tịnh Sự thì cho đến ngày hôm nay thì chúng ta cũng không có tạng A Tỳ Đàm tại Việt Nam. Thì theo con thì con thấy rằng ở trong cái Đại học Vạn Hạnh ngày xưa, Hòa Thượng có dịch hai cái tập sách là Thất Pháp Tập Yếu Luận, Dhammasangaha, tập 1, tập 2, con còn nhớ cái đó. Nhưng mà đó cũng chỉ nói lên cái sự dịch thuật, rồi là như là một cái giáo trình chứ nó không có chi tiết. Thì sau này con đi đến, con về chùa Siêu Lý con học đó, thì con mới thấy rằng quả thật rằng những cái rồi thấy lại, đọc lại những cái tài liệu mà mình gọi là giáo trình từ sơ cấp hay là trung cấp hoặc là cao cấp của A Tỳ Đàm, thì con thấy rằng cái việc đó nó để cho mình đi sâu sắc hơn ở trong cái môn A Tỳ Đàm. Trong khi mình con đọc về hai cái tập sách của ngài Hòa Thượng Minh Châu thì mang tính nó dịch thuật từ ở cái ngôn ngữ Bali như vậy, chứ không có đi vào từ cái chi tiết giải thích hoặc cái yếu lý ở trong A Tỳ Đàm. Cho nên con nghĩ rằng cái đức tính của ngài Hòa Thượng là một cái đức tính mà con nghĩ rằng đó là một bài học để cho cái lớp hậu học bản thân của chúng con đó. Bởi vì cái sự cần cù, sự nhạy bén, sự từ bỏ, rồi sự tiếp cận ở trong cái đời sống khi mà ngài xuất dương tu học, rồi ngài về để ngài dịch thực hoặc là ngài giảng dạy đó, thì con nghĩ rằng cái đức tính nó quý lắm, dạ, nó cao cả. Mà nhờ đó mà ngày nay chúng con, những cái hàng hậu học sau này có được cái nguồn tư liệu, hiểu được, cái biết được A Tỳ Đàm cũng chính là nhờ nơi ngài. Dạ. Như vậy thì ở đây con nghĩ rằng đối với Đại Trưởng Lão Hòa Thượng thì mình mới thấy rằng là nếu mà không có một cái người như ngài thì chắc có lẽ là ngày hôm nay cũng không có ai biết về A Tỳ Đàm. Mà cách gì ở tại Việt Nam không ai biết gì A Tỳ Đàm, mà cách đây đó là khoảng 6-70 năm gì đó, giờ ngày nay thì được lan rộng, được nhiều tài liệu in ấn rất là nhiều, thì điều đó chính là nhờ sự cống hiến hy sinh từ nơi ngài Hòa Thượng. Thì đây là cái ý mà con xin được đóng góp qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng Giác Đẳng vừa nêu. Cứ điều chi chưa đủ thì con thỉnh Hòa Thượng bổ túc thêm. Nam mô Bụt Hà Giác. Sa thú kính chừng thủy tòa pháp thân. Tới Phật tử, chúng tôi xin được tiếp theo lời của chư Tôn Đức để có một số
điểm chia sẻ nhân ngày giỗ của ngày chứng lâm thịnh sự hôm nay. Thưa quý vị, ở trong lịch sử của nhân loại đó, có một điều mà chúng ta dễ dàng nhận ra rằng đa số những hiện tượng có thể rất rầm rộ ồn ào, thí dụ như tổ chức một đại nhạc hội to lớn quy tụ rất nhiều nghệ sĩ, hay là tổ chức một đại hội mà quy tụ rất nhiều nhân vật có máu mặt, thì không hẳn là sau đó thì những điều này sẽ có một cái ảnh hưởng lớn, nhất là tồn tại qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên lại có những cái sự việc mà lúc đang xảy ra thì rất là nhẹ nhàng, đôi khi vô hình vô tướng mà chúng ta không thấy nhiều, ít nhất là không được biết nhiều đến quần chúng, nhưng lâu dài đó lại có một ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng rất lớn đến nhiều thế hệ. Chúng ta nói về những tác phẩm, chúng ta nói về những sự hy sinh, chúng ta nói về những con người. Thí dụ như ngài Upali, khi mà ngài xuất gia thì ngài là một người thợ hớt tóc chăm sóc cho các vị hoàng tử trong dòng Shakya. Và ngay cả ngày nay một người Phật tử bình thường mà nhắc tới Upali đó, Upali thì cũng không được biết nhiều. Nhưng mà chính ngài là vị đã thọ trì tặng luật từ Đức Phật, và những gì mà ngài kết tập và ngài để lại cho hậu thế ảnh hưởng một cách sâu rộng ngày hôm nay, sâu rộng lắm, đến mức độ mà vượt ngoài sự tưởng tượng của nhiều người. Thì thứ gì, nếu chúng ta nhìn lại những gì mà không phải là thế hệ xa xưa, khi mà ngài Hộ Tông, ngài Bưu Trơn mới xuất gia, mà khi chúng tôi vào trong chùa đó, thì chúng tôi nhớ rằng ở tại Việt Nam, Chư Tăng bên Bắc Tông cũng như Nam Tông, ngoại trừ một vài cái cơ sở giáo dục lớn như là Đạo Vạn Hạnh hay là những cái đảng Phật Huệ Nghiêm vân vân, thì hầu hết Chư Tăng theo một cái cách hoằng pháp. Cách hoằng pháp này là dựa trên những buổi giảng ở tại các chùa. Bên Bắc Tông bây giờ thì thuyết pháp nhiều hơn, chứ ngày xưa Bắc Tông lớn phần lớn là tụng kinh, và khi nó đăng đàn thuyết pháp và cái chuyện to tác lắm, ít có ai, ít chùa là tổ chức, đa phần là tụng kinh nghi thức thì nhiều. Còn bên Nam Tông thì giảng có tính cách là tùy duyên, có nghĩa là bữa nay đi tăng được mời giảng, bữa kia ngày sám hối được mời giảng, và những bài giảng đó như là một bài pháp, hoặc ngắn hoặc dài, dài lắm là một điện thoại Đồ Đà, nhưng mà thông thường thì lại không có dài lắm, thưa quý vị, không có dài lắm. Nên chúng ta rất cần để nhận ra rằng khi mà ngày Hòa Thượng Thích Sự về Việt Nam, ngày đề xướng một môn học, mà môn học đó đòi hỏi người học phải theo đuổi lâu dài. Môn học đó đòi hỏi là phải học rất chuyên. Thì thứ vì thật ra ngài không thành công nhiều. Ngài không có thành công nhiều. Chúng tôi nói quý vị nghe là khi chúng tôi vào chùa xuất gia đó, thì cái số người mà đệ tử ngày Tịnh Sự mà học thắng pháp mà có trình độ đó, đếm trên đầu ngón tay, đếm trên đầu ngón tay, không có nhiều.
Mà quả thật lúc đó thì chúng tôi chỉ biết có bốn người thôi. Xuân Gia là duy nhất có thầy của chúng tôi là sư cậu của chúng tôi là sư trưởng Pháp Sư Giác Chánh. Và vị cư sĩ thì có ba vị là cô Bảy Minh Phúc, tức là cô Định Chi, thầy Chính Báo, tức là về sau này xuất gia sư Tịnh Hân, và cô Quỳnh Hương. Quý vị tưởng tượng đi, ngày dạy bao nhiêu năm mà lúc chúng tôi tiếp xúc bốn người đó, chúng tôi hỏi những vị khác không có bao nhiêu người. Tại vì sao vậy? Môn học khó, cách giảng dạy quá mới, quá khó, và đòi hỏi phải học liên tục. Ở trong số đó thì chúng tôi thấy sư trưởng có một cái lợi thế là sư trưởng vốn là một người có nhiều cái kiến thức Phật Pháp bên Bắc Tông, đồng thời cũng là một người rất là tha thiết với môn học mà lại đi xuất gia. Thầy Chính Báo, tức là sư Tịnh Thân sau này đó, thì lại là một người kế bên Ngài Tịnh Sự để đánh máy cho Ngài, sống luôn ở trong chùa, mặc dù cư sĩ sống chùa. Cô Bảy á, lại là một người hộ trì Ngài Tịnh Sự, nên cô cũng lui tới thường và học. Còn cô Quỳnh Hương thì là một vị cư sĩ cũng rất là đặc biệt, người nữ, nhưng mà lui tới để học. Nói chung thì số người không có nhiều. Bởi vì sao vậy? Rất là dễ hiểu. Học một môn học vừa khó, vừa mới mẻ, mà đòi hỏi học liên tục, học bền bỉ, học lâu dài, thì không có nhiều. Quý vị nào có theo dõi các lớp thánh pháp ở trên lớp Phật Pháp Buddha Dhamma mà Hòa Thượng Từ Siêu và chúng tôi giảng, thì quý vị thấy rằng bây giờ chúng tôi đi giảng là đã phổ thông rồi đó, đã phổ thông lắm rồi đó, mà cũng không dễ nuốt đâu. Tại vì nếu mà một tuần mình nghe một lần á, khi nghe trước quên sau, mà nghe trước quên sau sao học được. Chưa kể là như Hòa Thượng Từ Siêu và Thượng giảng cái tốt yếu nữa, rất nhiều chi pháp mà quý vị Phật tử không có nhớ được. Thật ra chúng tôi phải nói rằng trong cái những cái bước tiên phong đó, Hòa Thượng Từ Siêu đọc không ít những trở ngại. Nhưng mà ở một điểm rất là đẹp về cuộc sống là khi một người mà đã thực sự tha thiết với một giá trị chân thật thì người không có màng đến là mình được cái gì về vật chất, được cái gì về danh, được gì về lợi. Chúng ta biết rằng ở trong lịch sử nhân loại bên trời Tây đó, có những thiên tài như là Van Gogh đối với hội họa, hay là Musa đối với âm nhạc, sống nghèo cho đến chết, thưa quý vị, sống nghèo cho đến chết. Ngày hôm nay mà những bức tranh của Van Gogh mà bán 50-70 triệu, 100 triệu biết kim đó, là con số không dự thấy tưởng tượng được nếu Van Gogh còn sống. Sống rất nghèo, nhưng mà là một nghệ sĩ chân chính đó, phải dám sống với cái gì mình tin, dám sống với cái gì mình sáng tạo, dám sống với gì mình theo đuổi. Mình không dám như vậy, không đủ can đảm như vậy thì mình không làm được việc đó. Phần đông chúng ta đó là hãy mình làm cái gì mà nổi đình nổi đám, làm gì nhiều người khen, làm gì có tiền lợi đó, thì mình đi theo, mình làm. Nhưng mà làm cái gì đó mà đòi hỏi sự kiên tâm, trì trí, mà không có kết quả liền thì thường chúng ta hay bỏ cuộc. Nói thì nghe kỳ, nhưng mà phần đông đó, chúng ta hoằng pháp đó, giống như Sơn Đông Mãi Võ vậy đó. Chúng tôi nói như vậy rất là thậm thường. Tại sao chúng tôi nói Sơn Đông Mãi Võ? Là bởi vì những người mà đi bán Sơn Đông Mãi Võ, thưa quý vị, họ làm cái gì rất là hấp dẫn cho người ta lui tới, cho người ta nghe, cho những người nghe dạ mua thuốc rồi thôi đi về. Không kể là cái thuốc đó có kết quả thực sự hay không, nhưng mà quảng cáo thì quảng cáo rất dữ. Và cái đó thì thưa quý vị, nó không thể là bền được. Nếu quý vị nào biết cái cách mà họ bán thuốc mà Sơn Đông Mãi Võ đó, là họ đi từ nơi này sang nơi khác, tức là ăn sổi ở thì đến đó
biểu diễn cái này, tuyên truyền cái kia rồi quảng cáo kia xong rồi cuốn gói đi thôi, nó không có trách nhiệm. Ở mặt nào đó thì chúng ta phải nhận rằng cái cách làm bạn là biện đạo của chúng ta ngày nay như vậy. Chúng ta làm cái gì cho thật là hấp dẫn, làm sao cho cái cơ sở thật đẹp, làm sao cúng đám cho thật là lâm ly, làm sao đưa ra cái hình thức rất là lớn để làm gì, để người ta đến hết. Quý vị biết rằng một cái sự kiện mà nhiều người nếu để ý theo dõi biết đó là cái việc mà người ta thỉnh phần Ngọc Hòa Bình khắp thế giới. Các chùa đã thu một số lớn lợi nhuận từ cái việc mà rước tượng Phật đến chùa mình, tại quần chúng họ bên đông lắm, đông lắm. Nhưng mà hỏi ra thì chỉ là tượng Phật đến để lại thôi, chứ còn phương diện hoằng pháp đưa Phật pháp thì không có, không liên quan gì đến chuyện mà cung kinh Phật Ngọc khắp thế giới hết. Thì đơn thuần là vấn đề niềm tin là Phật Ngọc thì giá trị hơn là Phật xi măng, Phật Ngọc giá trị hơn là Phật bằng đá, vậy thôi. Nhưng mà quần chúng theo rất là đông. Chúng ta không phải trong thời đại hôm nay mà nhiều thời đại trước đó, là mình phải chấp nhận một điều rằng một nghệ sĩ chân chính, một cái người làm đạo chân chính và một người mà thật sự theo đuổi một mục đích cao cả đó, thì đôi khi phải sống rất cô độc, rất cô độc. Quý vị cứ để ý, hồi xưa xưa đó chúng tôi không có để ý, nhưng mà sau này vì một vài lý do chúng tôi theo dõi đó, là những người làm YouTube, người YouTuber đó, những người mà thật sự làm những cái YouTube có giá trị đó, thì số người theo không đông. Mà có những cái thứ mà nó không ra gì hết đó, mà họ rất là đông người theo, rất đông người theo, số đông chúng ta không tưởng tượng được. Tại vì sao vậy? Tại đơn giản là quần chúng sống với thị hiếu. Mà thị hiếu là cái gì mà nó phần lớn dựa trên hư cấu, phần lớn dựa trên ảo tưởng, phần lớn dựa theo cái xu hướng thời thượng. Nó có giá trị gì nhiều hơn. Nhưng mà người ta rất thích, ta rất đam mê, rất tha thiết với điều đó. Nếu chúng ta không để ý đó, thì chúng ta dễ dàng bị gạt về việc này. Tại vì sao? Tại vì chính chúng ta cũng sống bằng những cái giá trị phù hoa mà, giá trị giả tạo, giá trị không có thực. Thì phải thấy điều này đó, thì chúng ta mới hiểu được sự can đảm của Hòa Thượng Tịnh Sự khi mà ngài từ một cái địa vị của một vị giáo thọ mà có rất nhiều ngôi chùa, ngài đã bỏ ra đi và đến một cái xứ hoàn toàn xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, học đạo, quỳ xuống lại những vị sư xa lạ để xin thọ sa di, rồi đi qua rừng núi hiểm trở ưu dục ở biên giới, rồi đến tá túc, rồi cuối cùng xin ngôi chùa Phật Tháp để ở, do cái đạo tâm được chấp nhận rồi học. Từ cái trường học nỗ lực, ngài đã thực sự đi tìm thấy một kho tàng và đem kho tàng nó về chia sẻ tất cả chúng ta. Chúng tôi ở với cái thực sự 3 năm. Ở trong 3 năm đó, thì khi mà chúng tôi ở với người thực sự thì chúng tôi cũng đi học và hành với Hòa Thượng Minh Châu. Chúng tôi có thấy được sự khác biệt giữa hai cái cơ ngơi. Một bên là cái viện Phật học Bằng Hạnh ở đường Võ Nhai Huy thời bây giờ là cao sang, đẹp đẽ. Còn cái ngôi giảng đường của ngài Tịnh Sự, giảng đường xử lý ở Phú Định, thì thưa quý vị, thật ra đó nó còn sập sệ hơn là một ngôi chùa ở Sài Gòn, ngôi chùa nhỏ được. Nhưng mà đối với ngài thì nó quan trọng, không quan trọng gì chuyện đó. Và có nhiều người nói với chúng tôi rằng, đó là những vị tu sĩ đó, cũng là Phật giáo, tu sĩ Nam Tông, nói rằng không biết sư cả thực sự mà cứ tối ngày lo cái môn siêu lý vậy rồi rốt cuộc được cái gì, được cô chùa ở trong cái ao ra muốn đó. Là một vị sư cũng đến rồi bây giờ. Nhưng mà riêng với cá nhân đó, thì chúng tôi trở về sống bên ngài đó,
thì chúng tôi cảm nhận hoàn toàn là những người trong có nhiều quan trọng với nghe. Cái quan trọng là cái chùa mình lớn hay mình nhỏ, người ta theo đông hay không được. Mà điều người quan trọng là một cái từ vựng mà được chuyển dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Việt đó, ngài có cảm thấy nó đạt đến mức độ tinh xác không? Và cái tạng thắng pháp, một tạng mà nghe ai cũng rất khinh lực lượng, nhưng mà chưa ai đi vào thế giới đó, làm sao để dịch ra hết? Làm sao để cho người Phật tử hiểu rằng Đức Phật đã giảng dạy những điều về chúng sanh qua những ý nghĩa của những xứ giới đấy, mà thường thường người ta không hiểu nhiều lắm. Bây giờ mình phải làm sao phải cho ta hiểu. Đối ngại cái quan trọng, đối ngại những chuyện đó có giá trị hơn. Và thứ gì thật tình mà nói nè, khi chúng ta rời bỏ thế giới này như ngài đã ra đi đó, thì ngày hôm nay chúng tôi nhớ là cho dù ngài cất cái chùa có lớn gì nữa, nhưng mà nếu ngài chỉ cất chùa lớn thôi mà ngài không có đầu tư thì giờ tâm trí cho Phật pháp, thì có lẽ chúng ta không ngồi đây để mình nhớ ngài như vậy đâu, chứ không nghĩ như vậy. Nhưng mà rõ ràng là những đệ tử ngày hôm nay biết ơn và biết ơn một cách sâu sắc với sự hy sinh của những vị đi trước. Và ngài là người mở lối, đã khai quang ra một con đường, mà con đường đó đó nó là một hành trình cho nhiều thế hệ mai hậu, chứ không phải chỉ có cuộc sống của cá nhân ngài một thời một lúc nào đó. Chúng tôi rất tin ở một điều, thưa quý vị, đây là điều mà chúng tôi rất tin là về cả pháp học và pháp hành đó, chúng ta đều có cái khả năng, đều có cái khả năng để khuân tập công đức, khuân tập nội hàm, để chúng ta thu thập được những vốn liếng hành trang cho cuộc luân hồi. Nhưng mà dù pháp học hay pháp hành thì chúng ta phải làm việc đó bằng cái tâm thần. Dù pháp học pháp hành, chúng ta phải có một đầu tư nghiêm túc. Dù pháp học pháp hành thì chúng ta phải có dấn thân, chúng ta phải có cống hiến thì mới thực sự có giá trị. Còn nếu làm chỉ cho có, bắt chước mô phỏng người khác thì thực sự nó không đi đến đâu hết. Và đặc biệt, ngài là một trong nhiều thí dụ rất là tiêu biểu cuộc sống, là nếu chúng ta muốn đi xa, nếu chúng ta muốn dấn thân, phải chấp nhận cô đơn. Người nào làm việc, người nào dấn thân mà nghĩ lúc nào mình cũng được vỗ tay hoan nghênh, người nào dấn thân mà lúc nào cũng nghĩ rằng mình phải thành công, nhãn tiền phải thấy rõ trước mắt, mình phải, thì mình nấu mì ăn liền đi, nấu mì ăn liền nấu được liền. Giờ đây cái chuyện phải chuyện mì ăn liền đâu, chuyện này là chuyện của nhiều thế hệ, chuyện này là chuyện của nhiều đời nhiều kiếp. Và ngay cả khi chúng ta đọc lại những tác phẩm như là Trái Thái Cá Kinh Bụng Sanh Không Chuyện Tiền Thân, Đức Bồ Tát có những lúc, thưa quý vị, ngài có những cái hy sinh rất lớn, có những thể hiện rất là cao cả, nhưng mà những cái vĩ đại đó đó hoàn toàn ai được biết, giữa rừng sâu núi thẳm, giữa ngài với một con vật nào đó, giữa ngài với một chúng sinh nào đó, đơn giản vậy thôi, nhưng rất là vĩ đại. Mãi cho đến khi ngài giác ngộ thành Phật rồi, ngài mới nhắc lại cho chúng ta biết những sự kiện đó, chứ lúc không ai biết hết. Cuộc đời này đó, chúng ta nên hiểu như vậy, là giống như là ở tại vùng Trung Mỹ, ở tại Kansas này, có những công viên. Và công viên này, thưa quý vị, thỉnh thoảng người ta nhặt được những viên kim cương, những cái hòn kim cương, mà những cái đá kim cương mà chưa mài, nhưng giá trị vô cùng. Thì khi chúng ta lâu lâu đọc nghe nói có ai đó vào cục phạt đó nhặt kim cương trị giá là bao nhiêu tiền đó, thì chúng ta nhớ như vậy, tìm ngọc ở trong đá nó không phải là chuyện dễ đâu. Núi đá thì từng núi này qua núi khác, từ rặng núi này qua rặng núi khác, nhưng kim cương không có nhiều,
Và kim cương không có nhiều mà nhặt được viên kim cương lại là một cơ hội thắng hữu. Vì vậy, ở đời sống này, nếu chúng ta chấp nhận giá trị chân thật, chúng ta có một cái cách nhìn nghiêm túc về cuộc sống, thì chúng ta phải chấp nhận là thành phần thiểu số, chúng ta phải chấp nhận sự cô độc và chấp nhận sự hy sinh thầm lặng để kiên trì theo đuổi. Và đừng bao giờ nghĩ rằng cái sự kiên trì theo đuổi nó không có kết quả, nó sẽ có kết quả, nhưng mà bảo rằng kết quả liền, kết quả lập tức như mì ăn liền thì không có, thưa quý vị. Chương thường là bây giờ có lắm. Hôm nay nhân ngày cuối nhật của ngài Hòa Thượng Định Sự, chúng tôi chỉ muốn kết thúc ở đây một điều rằng đa số chúng ta đều nghĩ về ngài là một vị đã khai sáng ra cái con đường học thắng pháp Abhidhamm với cái kiến thức, với cái tài năng dịch thuật, cũng như là với cái sự dấn thân của ngài. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng để ngài đã làm được những gì mà ngài đã lấy cho chúng ta, thì bên cạnh đó còn có một ý chí phi thường, còn có một cái tâm nguyện rất là vĩ đại, và đồng thời là có một cái niềm tin sắc son ở Phật pháp. Và nói về những điều đó, nhớ về những điều đó, cho chúng ta được một điều rất là ấm lòng, là mặc dù chúng ta đang sống trong một thời đại mà những con người cao cả gần như là con người của cổ tích, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy không có ở thế giới ngày hôm nay. Thế giới vẫn còn có những tấm lòng rất đẹp, còn có những con đường người rất là vĩ đại, thời nào cũng vậy. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Quốc gia Thông Bạc. Ngày mai này chúng ta sẽ có giáo trình, sẽ có môn tương ứng bộ, bởi vì giảng sư là Thượng tọa Pháp Thân. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành.